Chào mừng các bạn trở lại với Les Channel và chúng ta tiếp tục series tập 2 của series của series Mike Les Survival Minecraft với sự góp mặt của và đây mình thấy với sự góp mặt của quân Sida. Đây là quân mẹ thằng phá hoại môi trường, nó còn giết người nữa. Mẹ nó là cái thằng đốt cây xong rồi mẹ giết người, nó giết tôi không ạ? Tao đang tố cáo mày trên YouTube. Đấy, bạn thấy không? Nó chạy nó lấy đá mà nó cũng phải nó thông báo. Ao! Thằng cửa hó này. Bực ấy, ấy lắm. Thằng này ấy lắm. Vãi cả bịp. Rồi, anh ấy làm hỏng đất luôn. Khôn vờ cờ lờ. May là mình thanh niên chăm chỉ. Ôi lạc, ôi rồi lạc. Nhân vật tiếp theo của chúng ta có ngày hôm nay là anh Dũng, Dũng Kêu, Dũng Sida, Dũng The Forest, Dũng Builder. Dũng, Dũng ơi. Dũng đâu rồi? Ra chào cái. Dũng ra chào cái. Chào YouTube DM. Chào cái. Chào cái. Chào cái. Hello. Vâng, và mời anh tiếp tục trở lại với công việc xây nhà. Còn bây giờ thì ôi rồi ôi, cái gì vậy? Da fuck. Tôi thấy có cái gì đấy nó vừa nổ và tôi cũng không hề tin tưởng vào thằng qua quân cho lắm nên tôi dâm em nó. Ok, cái tường này giờ tôi mới để ý là cái tường này nó chưa xong, giờ mình mới để ý là cái tường này nó chưa xong. Thế em chị lệ mọi thứ rất an hoa an trang hơn khi chưa nhìn cái tường. Hey, chúng ta đã hết gỗ. Ok. Trong khi chúng nó thì tay ẩm tại tay ẩm tay mềm. Chúng nó mẹ mày. Cầm đồ sắt, mình cầm đồ đá. Cái đấy thề really ok. Tất nhiên rồi, bản cập nhật này khiến cho mob nó trở nên thông minh. Mình không muốn ấy ở đây, nhưng mà bản cập nhật 1.10.2 khiến cho mob trở nên thông minh hơn một cách rõ rệt. Ví dụ như là mob bây giờ nó không còn đứng nhìn bạn nữa mà nó sẽ tự tìm đường ngắn nhất để đến với bạn. Tại vì sao? Bởi vì nó là mob và nó thích thế. He do quân phò. Thằng ngu nào là làm cái cục gỗ đây đây. À, tại sao mình lại phải bỏ này? Tất nhiên là thằng quân rồi. Còn thằng nào ngu được để đấy đấy ngoài thằng quân nữa. Đúng không các bạn nhỉ? Các bạn có đồng ý vậy? The fuck vừa nổ. Cái lờ gì vừa nổ thế?
Vâng, anh Quân đã một lần nữa thể hiện sự độ độ ngu của mình. Không phải là ngu thường mà là rất ngu. Thực sự là rất ngu. Ngu đến tả. Đâu rồi? Úi rồi. Chúng ta đã có một cái view rất là đẹp để xem anh Quân này. Ôi rồi, ôi đau. Đau đấy. Đau đấy. Quả đấy đau đấy. Đau đấy. À, và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giết kẻ sai phạm này. Nói đùa chứ con zombie nó vẫn ngu thế thôi. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây nốt cái nhà AKA là thành sư con zombie. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục xây nốt cái nhà điển hình ở đây là lát nốt cái gạch nè, lát nốt cái trần nhà. Và sau đó chúng ta sẽ kiếm một cái mỏ nào đấy thật là tốt. Nếu chúng ta còn kịp thời gian, chúng ta sẽ kiếm một cái mỏ nào đấy thật là to. Và chúng ta sẽ đi mai. Gần đây chưa thiếu quá hay mỏ. Hôm sau. Chúng ta sẽ đi mai và chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm tọa độ mai mai một cái mai sáp nào đấy để ok kiện đẹp lạc quá, tất cả mọi thứ là lạc, không phải do mình ngu, mình cũng chả phải là thằng builder giỏi lắm nên tất cả mọi thứ là do lạc. Hãy đổ lỗi cho lạc, hãy build một con máy tính tốt hơn cái bịp. À ừ, tất nhiên rồi. Ừ. Vâng, tôi định cầm rìu để đi đập đá. Đập đá ở Côn Lôn. Ok. Và Rainbow thì mạng vẫn đang rất là phòa. Cái bộ mạng phòa của nó khiến mình cũng phòa không kém. Ok, vứt hết đá vào đây, vứt hết đá vào đây. Kề okay, đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Ao để tao ngủ. Được cái là cái trò Minecraft này tất cả phải cái đẹp. Really. Ow. Ow. Tao nghe tiếng bộ xương bị đau. Nhanh thế. Còn cờ hó này. Cây kia sao nào chặt vậy? Ôi creeper kìa. Ờ creeper kìa. Ờ lạc thế. Ờ FPS bao nhiêu vậy? FPS bao nhiêu vậy? Ô FPS ở đâu vậy? Ôi trời 46 FPS. Oh shit, 40 FPS trên giây. Oh shit. Oh shit. Ờ video setting tầm nhìn 800. Lên tầm nhìn 900 mắc frame rate 300 140 FPS. Cloud fancy, cloud orb. Fancy phát. Ok. Ok, FPS lên nhanh không? Vẫn thế. Vựa thật. Ơ 60 FPS thôi. Ok. Ok và chúng ta à thằng thằng cửa hó kia nó cắt hết rỗ Bạch Dương rồi, thằng cửa hó Quân. Tại sao mày phải cỡ? Ở đây có một rừng Bạch Dương luôn. Không sao, chúng ta có cả một rừng Bạch Dương luôn. Ok. Ăn đã, đói quá. Ok. Ok, may quá chúng ta tránh được cái phần trăm bị đói. Hey, may quá. Chúng ta may mắn thế. Chúng ta không bị đói. Khi bạn ăn thịt zombie bạn sẽ bị đói. Mình cũng không hiểu cái câu mình vừa nói là gì nhưng mà nó sẽ cho bạn trạng thái gây đói. Điều này thì ai chơi Minecraft cũng biết hết rồi. Mình chỉ nói cho vui thôi. Solo.
đào 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 đào. Ôi rồi ôi, mẹ tiên sư cái thằng kia. Để bảo nó đừng đốt cây. Ê ê ê ê, chặt chặt bắt chặt chốt chốt. Lần này không biết đủ chưa, tốt nhất nên kiếm một stack về vào chung. Ok, chặt 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 tốt chặt chặt. Ok, chặt hết rừng luôn. Mình là lâm tặc, mình là thằng lâm tặc. Ôi dồi ôi, mình vừa chửi thằng lâm. Anh Dũng thì vẫn đang tiếp tục xây cầu thang, cái cầu thang xoắn kiệt tác của anh ấy, còn mình thì vẫn đang đi chặt gỗ. Còn thằng cờ ho kia thì nó đi, nó xây nhà riêng. Thằng cờ ho, đừng cho, đừng 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 bắt bố với chia sẻ chung đồ của mày, mày cút về nhà riêng mày đi con chó. Thôi mình đập hết cái Rainbow Let the Game mạng phò. Chúng ta vẫn chặt. Một cái tip cho bạn nào không biết thì việc bạn nhảy này nó không, còn không làm bạn bị mất stack down đâu. Ok, sắp được một stack rồi đấy nhỉ. Ok, stack rồi đấy, vừa tròn stack luôn, hay thế. Thôi anh ơi, thôi anh ơi, để bình tĩnh, bình tĩnh. Channel để tê thêm một mạng sống cho tôi. Ôi rồi ôi. Anh hơi bình tĩnh. Ôi holy để nó nhìn thấy, để nó nhìn thấy, để nó nhìn thấy. Hít thở. Anh ơi bình tĩnh. Ôi, nó giết mình rồi. Ôi vách cả đái. Lặn 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 xuống. Ok, I think he's gone. Ê các bạn ạ, đừng đùa với những thằng ngu. Ah!
Thôi, 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 thôi. Cái gì thu sai à? Em nó bị tịnh thu sai à? Chó. May mà mình biết hack có bắc co. Ê, các bạn hiểu không? Hãy học hack có bắc co đó. Mình chả nhớ hồi trước là mình trồng nấm kiểu gì á. Cứ đập hết rồi. Còn nấm thì bạn có thể làm được súp nấm. Kết đệt. Ok. 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 Really? Tỷ lệ drop nó nấm của cái cục này ít thật. Vâng, vẫn tiếp tục cái trò cũ. Nó vẫn stack đây các bạn ạ. Ok. Quá. Nằm 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 Mày thế mình có cái này. Ok, hát có bác cọ, hát có bác cọ. Ok, hát có bác cánh cầm. Bây giờ về mình cũng lại sợ đó. À, mình có một trò để trốn nó rồi. I can trốn, I can hide now. I know how to hide. Nói thế nào nhỉ? Cái trò sneak peek kìa. Thì bạn không bị rơi theo nguyên lý của cái trò này thì bạn đứng ở đâu bạn cũng không bị rơi nha chẳng hạn. Đấy, bạn không bị rơi. Và nó còn có một cái công dụng nữa là để che tên. Ow! Ow! Đau vãi cái đái. Nó kìa. Nó kìa, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh về nhà, chạy nhanh về nhà, chạy nhanh về nhà. Chạy nhanh về nhà, chạy nhanh về nhà. Đừng để nó giết, đừng để nó giết, đừng để nó giết. À, đừng để nó giết. À, đừng để nó giết. Ôi, giật cả mình. Anh bình tĩnh, anh đẹp trai. Thì cái trò sneak peek này nó sẽ không nhìn thấy tên bạn. Tên bạn nó sẽ rồi. Biến mất. Người kia nó vẫn nhìn thấy tên bạn đâu. Đây, bạn có thể nhìn cái, nếu mà bạn để tầm nhìn nó xa hơn tí nó sẽ nhìn thấy tên bạn. Nhưng mà nếu bạn để sneak thì bạn sẽ không nhìn nó, không nhìn thấy gì, bạn không nhìn thấy bạn gì hết. I can kill you now, you son of a bitch. Khi sau này mình mà có tên thì mẹ mình đứng từ trên, mẹ mình đặt cái cọc rồi mình đứng từ trên mình tỉa nó thằng chó đấy PVP luôn chứ không còn mẹ mày ấy nữa, còn cửa hó mày cứ đợi đấy. Xoắn đéo xoắn lắm đấy, xoắn còn không có. Ok, đã tìm thấy điểm dừng của nó. Pẹp ao xoắn ơi rồi xoắn 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 tôi ngại quá. À đúng rồi, quên mất, hết đá rồi, vui thật. À mình vẫn còn khôn thật. Trở lại với công việc nhàm chán thường ngày. Bao nhiêu năm rồi còn mãi trong tim. Cũng chả biết bài gì nhưng mà sau từ cái hồi Vina hay EDM DJ tài năng thì ựa thọt 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 lắm, thọt thọt nữa thọt mãi.
Thế mình bị hiện cái quả giai điệu ấy. Bao nhiêu năm rồi còn mãi trong tí ý ý đẹp. Tuyệt vời, chúng ta hết 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 dịu rồi. Tim im 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 bao nhiêu năm rồi còn mãi trong tim you. Why you be so you must be like that? Why you must be like fanpushi? Snippy chỗ nước này nó nhìn thấy. Đừng để nó nhìn thấy. Đừng để nó nhìn thấy cái mẹt mình. Mà đéo vui đâu. Mẹt này. Vứt vào đây. Kiếm này. Sugar cane. Mushroom. Vứt vào đây. Sugar cane tí là kia đặt sau. Cái này vứt vào đây. Cái này vứt vào đây. Đây. Cả một vườn hoa luôn cơ mà. Mầm cây đặt vào đấy này. Wood slab để làm gì nhỉ? Có lẽ mình sẽ làm một cái gì đấy thật là đẹp. Đẹp đấy. Đây xuống được. Ok. Ta có cái đi lên đi xuống. Ok. Ôi mẹ. Đừng để nó nhìn thấy cái mặt ngu của mình. Mình vẫn nhìn thấy tên nó đúng không? Đúng vậy. À, nó không hiểu. Có gì đó không ổn. Ok, nó chỉ ra đây nó. Nó chỉ ra đây nó làm nhà rồi đúng không? Ok, nó chỉ ra đây nó làm nhà rồi. Yeah. Làm ngôi nhà xấu vãi bịp. Đây chúng ta đã có một cái cầu thang khá là đẹp. Ok. Tao nghe tiếng gì đấy, không tốt cho lắm. Cầm sẵn kiếm. Oh, hello. Nó sẽ chạy lên đây. Mình tin là tin chắc là nó sẽ chạy. Im này nên khôn hơn một tí. Chạy ra đây thôi mà. Chạy ra đây xem nào. Khôn một tí đi mày. Có vẻ như mày không khôn được rồi. Ok. Và chúng ta có một cái bông hoa cắm ở đây. Ê kê. Như rồi, chả hiểu nó xây cái nhà gì á. Cái nhu cầu kiện. Ôi rồi ôi anh ơi này. Ôi rồi ôi. Hello. Bắn ta đi. Bắn ta đi con chó. Tao mà làm được cung thì mày chết. Tao chưa làm được cung thôi. Nhớ, tao làm được cung mày chết. Không có thì đâu mà mày. Ok, lại tìm điện thoại.
Ok, mình đã trở lại và ăn hại cấp xưa. À, nó khôn hơn một tí để Ừ. ra đây cho tao chém. Ra đây cho tao chém. Ok. Ra đây, à nhầm, ra đây cho tao chém. Ra đây cho tao chém. Con cửa hó này. Ra đây cho tao chém. Oh, nó ngắm chuẩn quá. Hu. Ngắm chuẩn làm sao bằng tao. Nó ngắm bằng kiếm luôn. Hê hê. Bạn ngắm chuẩn sao bằng tớ. Tớ ngắm bằng kiếm luôn. Mình nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ làm cái tầng 2 ở đây. Đại ca. Đại ca. Em biết lỗi rồi đại ca. Đại ca đâu rồi? Đại ca đấy à? Kệ mạ đại ca luôn. Đại ca thích thì đại ca ấy luôn. Ôi rồi đau đấy. Hi. Trời ơi, tôi vui quá vờ lờ, tôi vui vờ lờ ý. Đấy mà chỉ là easy thôi. À, còn thế. Chắc chắc. Tí nữa tao chỉnh lên hát nhé. Ok, và mình đang ngồi nhìn cái gì vậy? Và ok, có vẻ như chúng ta cũng không kịp. Rồi, ôi. Có vẻ như chúng ta không kịp thời gian để đi mai rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các channel lần sau. Hãy like và subscribe nếu bạn thấy hay. Cứ việc dislike nếu bạn thấy chán, bởi vì cái series này thì nó cũng không có gì mới. Nhưng mà mình rất mong sự nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Let's channel. Peace out. Peace. Say what?